riêng cho các tuổi Dần, Ngọ, Mùi, Thìn, Dậu, Tỵ. Ngày mốt là các bạn bước qua tháng 4 âm lịch để đón một tháng mới êm đẹp, thuận buồm xuôi gió. Thì thơ xin nhắc cho các bạn 6 điềm báo tử vi quan trọng, nghe xem tháng mới này nở hoa hay lại bế tắc. Thứ nhất, tháng mới đầu xuôi đuôi lọt, các bạn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, âm thầm lặng lẽ trong làm ăn, lấy một miếng vải đỏ bỏ trong ví để thu hút vận may, thu hút tài vận. Thứ hai, tháng này là tháng thuận mua vừa bán, các bạn sẽ buôn bán đắt hàng, giải quyết được những hàng tồn kho, ký được hợp đồng lớn mà trước kia chưa làm được. Thứ ba, tháng này long phụng xâm vầy, có tin vui về đường con cái dễ thọ thai. Thứ tư, trong tháng tư có lộc ăn uống, lộc du lịch được tài trợ bởi một quý nhân, người này là một đại gia lớn giúp đỡ cho các bạn tận tình. Thứ năm, đề phòng bị tiểu tam trong tình cảm, bị cắm sừng trong hôn nhân hoặc là bị tiểu nhân quấy phá. Thứ sáu, để hỗ trợ xả vận xui tương sinh tài lộc, các bạn có thể để trong nhà một bắp cải như ý lộc tài. Hãy xả vận xui tại đây và chúc cho các bạn tháng mới đắc lộc và sai tài.